Xin chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic của Nhật nha anh em nha, chất lượng và giá rẻ luôn anh em. Cây này thì ngoại hình nó xấu, nó xước xát, nó nhiều vết thẹo, cho nên bán giá rẻ nha anh em nha. Mặt tớp nó nước xước, anh em nhìn thấy là tổng quan xa anh em nhìn thấy ít chứ gần cũng hơi nhiều anh em. Nước xước nha. Đằng lưng nó rạn sơn, rạn sơn nhiều, nhìn xa anh em thấy nó bóng láng đúng không? Nhìn gần anh em sẽ thấy nó có những cái vết rạn nước sơn. Cái lớp nước sơn đằng sau lưng của nó hơi rạn ra nha. Ở đây nữa nè, đây một vết. Đây nè. Đó, vậy nha anh em nha. Nhiều cái vết nước xước và vết rạn của nó. Cũ. Nếu anh em mua cái đàn này vì chất lượng tốt, âm thanh hay thì ok nha anh em nha. Còn nếu mà anh em mua về ngoại hình thì không được, tại vì ngoại hình nó cũng hơi nước xước, nó hơi xấu, nó không đẹp nha. Thật sự là nó có quá nhiều vết thương. Quá nhiều vết thương. Ở đây nè, vết thì cứng. Đây cứng một vết ở đây nha. Lưng hơi rạn rạn, nãy mình có nói với anh em nè, rạn cái lớp sơn đó nè, cái lớp sơn ở ngoài á. Ở trên đây cũng vậy nè, nó hơi lấm tấm. Còn cần phím thì ok. Âm thanh thì hay nha anh em nha, chất lượng âm thanh thì rất là hay luôn. Đây là Moritz Dub 18 tem vuông nha, tem vuông. Moritz Dub 18 tem vuông, đúng rồi. Mắc in da băng, được sản xuất tại Nhật nha anh em nha. Chất lượng tốt, âm hay, cần phím ngon lành nha. Ngoại hình thì hơi lướt xước. Anh em dùng cái này để mà chơi giả chiến, ăn nhậu hay là đi chiến đấu này kia thì ok. Tại vì nó đã quá nhiều nỗi đau rồi, anh em không có sợ nó bị chạy xước, bị cũ gì nữa nha anh em nha. Mang đi chinh chiến thì ok, còn để mà ngắm nghía thì nó không có đẹp để mình ngắm nghía nha anh em nha. Giá bán thì rẻ nha anh em nha. Cây này mình bán với giá 1.200.000 nha anh em. 1.200.000, rất là rẻ luôn anh em. Lưng đàn nè, mặt tớp nè, đó ok. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đó, tem của đàn nha anh em nha. Moritz Modem là Dub 18. Dưới có chữ ký nha. Góc bên phải là mắc in da băng này, tem vuông. Hàng chất lượng mà giá rất là rẻ luôn anh em. Rồi anh em coi gần mặt tớp của đàn nè anh em. Đó, cũ nha. Đàn cũ thì nó cũ là đúng rồi anh em. Đây nè, nước xước cũ nè, đó cho nên nó rẻ anh em thấy không, đúng nó cũ cho nên nó rẻ. Anh em mua cái này về chỉ để đàn hát này kia ok nha, nó không có đẹp để anh em mình ngắm. Đây cấn ở đây nha anh em nha, xử lý rồi, nó có cái thẹo. Anh em mua cái này thì nó hơi nhiều thẹo, còn cái chỗ này nó không phải là nứt nha anh em nha, nó là cái vết rạn lớp sơn á, ở ngoài nó có lớp sơn nó bị rạn. Anh em nhìn bên trong thùng nhìn ra nè, từ cái trong thùng mình á, ở trong thùng anh em nhìn vô nó không phải bị tét bị bể gì đâu nha. Cái lớp sơn đó nè, lớp sơn phủ ngoài á, anh em nào khéo tay có thể sơn lại cái lớp này nha anh em nha. Cái lớp sơn ngoài á nó bị rạn. Ok, ngon lành hết. Đây nè, anh em nhìn chỗ bên trong thùng anh em có thể thấy nè. Tem của đàn Moritz Dub 18. Đây coi coi. Dub 18 mắc in da băng. Chất lượng âm thanh các thì ngon lành nha anh em nha. Trần đây, khóa là khóa zin luôn. Đàn Moritz. Action của đàn đây anh em ơi. Dây 1 bằng chuẩn rồi anh em. Dây 6 chuẩn luôn. Đẹp ngon lành nha. Rồi test cần phím cho anh em coi. Âm thì nó tuyệt vời rồi. Tầm giá 1.200.000 là anh em không thể mua được cây đàn mà âm nó hay như vậy đó nha anh em nha. Rồi test cần phím cho anh em coi. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào hết. Mình rải vài hợp âm cho anh em nghe. Thank you.
thấy không, âm tuyệt vời. 1.200.000 không bao giờ anh em mua được một cây đàn mà nó âm thanh nó ngon lành như vậy đâu nha anh em nha. À, cây này ngoại hình nó xấu nha, ngoại hình nó xấu, anh em mà quan tâm ngoại hình thì gạt nó qua một bên luôn, à, khỏi bàn đến nó nữa nha. Bán với chất lượng âm thanh 1.200.000 nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.